Cực Lạc Du Lãng Ký, tác giả Khoan Tịnh Pháp Sư, biên soạn Hòa Thượng Thích Thiện Tâm. Từ quang Phật Thánh chiếu ta bà, hóa hiện kim kiều nối cõi hoa. Thanh sắc cảnh màu kỳ đẹp diệu, thiên cung lạc khúc quảng huyền ca. Dẫn ngôn: con người cho thế giới cực lạc là huyễn dụ, để dẫn người ưa thích cảnh đẹp vui tiến bước vào cửa Phật Pháp. Hoặc có kẻ tuy tin cõi tịnh độ là hiện hữu, nhưng diễn đạt một cách sai lầm. Nhóm tu học trên đại khái gồm 3 dạng. 1. Các ngoại phái cho tịnh độ là cảnh thiên tiên, có lầu cát, ao sen, cây báo. Hoặc cực lạc là một thế giới ở bầu kim tinh thuộc phương Tây, cho nên những vị ấy đã đề định: trong động bích xa trời đất khác, bên cành hồng thọ tháng ngày dài. Hay đạo đức từ bi những bấy chày, thanh nhàn cực lạc ở phương Tây. Nhưng cõi Tây phương tịnh độ cách thế giới ta bà này 10 muôn ức Phật sát. Số ức ở Ấn Độ thời xưa trung bình là 1 triệu, tức 100 tỷ cõi Phật. Đức Thích Ca Mâu Ni lấy 1 tỷ Thái Dương Hệ thuộc cõi ta bà này là một Phật sát để phân thân hóa độ, gọi là Đại Thiên Thế Giới. Một Phật sát có thể rộng từ một cõi Đại Thiên. Như trong Kinh Pháp Hoa, Đức Thế Tôn thọ ký cho Ngài Phú Lâu Na về sau thành Phật, lấy hàng hà sa cõi Đại Thiên là một Phật độ. Cho nên, kim tinh hay cảnh giới của thiên tiên chỉ là ở trong phạm vi một Thái Dương Hệ, không phải là cõi cực lạc. 2. Hàng thanh văn không tin có cõi cực lạc hoặc chư Bồ Tát nào khác ngoại trừ Đức Thích Ca và Di Lặc. Điều ấy không chi lạ, bởi cực quả của thanh văn thừa là ngôi A-La-Hán. Đạo nhãn, tầm nhìn của A-La-Hán chỉ thấy suốt trong phạm vi một đại thiên thế giới, không thấy được cõi cực lạc ngoài 10 muôn ức Phật độ, nên họ không tin. 3. Hạng tu học đại thừa nhưng không có căn lành về tịnh độ, chưa tham cứu sâu về hoa tạng thế giới, chưa có kiến thức rộng về các kinh điển đại thừa, không tin có cõi cực lạc. Các vị ấy lý thuyết hóa cảnh địa ngục, thiên đường, tịnh độ cho đến chư Phật, Bồ Tát đều do tâm thức. Đại khái họ bảo: tâm tham sân si khổ não là địa ngục, tâm sáng suốt lành vui là thiên đường, tâm thanh tịnh là tịnh độ. A-mi-đà là thể tánh vô lượng quang thọ sáng suốt, thường hằng. Địa tạng là tâm địa, tánh tạng, chứ không có đức A-mi-đà và địa tạng nào khác. Đồ họa cảnh địa ngục có quỷ lưu đầu, mã diện, lò lửa, giạt dầu là để răn người làm ác. Đồ họa cõi cực lạc có ao sen, cây báo, lầu ngọc, đất vàng là để khuyến tấn dẫn dụ người làm lành. Lối lý thuyết ấy chỉ đưa người học Phật vào cái chấp thiên không tà kiến, bác phá nhân quả, khiến cho hàng Phật tử mê mờ lầm lạc. Thậm chí họ thấy ai niệm Phật, niệm Quán Âm, tụng kinh điển đại thừa đều dẫn lời chư tổ xưa tìm cách bác phá. Tổ nói với một ý khác, họ lại vin vào đó dẫn giải theo thiên kiến của mình với một ý khác. Thật đáng buồn cười thương xót. Các vị đó đâu biết rằng trí giả đại sư là bậc khai sáng tông Thiên Thai, cũng gọi là Pháp Hoa Tông, thế kỷ thứ 6, khi lâm chung niệm Phật và bảo chúng rằng: Tây phương Tam Thánh và các đồng bạn đã giảng sanh của ta đã đến, đứng chờ giữa hư không để tiếp dẫn. Vĩnh Minh đại sư đời nhà Tống, một bậc long tượng bên Thiền Tông, mỗi ngày đều niệm 10 muôn câu Phật làm thường khóa. Và gần đây Hư Dân đại sư thế kỷ 19-20 là hàng thiền bá trong tông môn, cũng khuyên người niệm Phật. Ấn Quang đại sư thế kỷ 19-20, một trong các vị tôn đức thuộc cận đại, đã bảo: tâm tức Phật, ý hợp thinh, như như niệm, vô vô minh, điểm trần chẳng nhiễm căn tánh tình, ba tạng giáo, 12 kinh, muôn tám công án lộ chân hình, Phật tổ dạy nhiệm màu linh. Trở lại vấn đề, cõi cực lạc có hay không?
theo Phật học, bậc tri thức muốn khám phá điểm này phải căn cứ dưới ba điều kiện. 1. Tỷ thẩm lượng. Đây là trí lượng xét qua sự so sánh, suy gẫm, không phải chờ mắt thấy tai nghe rồi mới xác nhận. Ví dụ như ở thế gian, người đức hạnh lành, chí công học hỏi, siêng cần làm việc sẽ được kết quả giàu sang, hoặc ít nữa là danh tốt lưu truyền. Trái lại, kẻ hung gian độc hiểm, dốt nát, lười biếng, làm điều trái phép sẽ bị nghèo khổ tù đày. Dù có được no ấm bình an cũng chỉ trong vòng tạm bợ nhất thời. Nếu người công đức lành quá lớn, kẻ tâm hạnh ác quá to, tức phải có cảnh cực lạc thiên đường hay ngạ quỷ địa ngục để trả đền, như thế mới hợp với lý nhân quả, chứ không đợi tận mắt trông thấy rồi mới tin. Xin tạm trích ra đây một đoạn vấn đáp trong Phật điển giữa vua Milinda và tôn giả Nagasena. Bạch Tôn Đức, trẫm không thấy cảnh địa ngục thì sao tin được rằng có cõi ấy? Thưa đại vương, ngài có trông thấy dòng nước rộng, hai bên bờ nhiều kỳ hoa dị thảo tươi đẹp của con sông U Há trên dãy Hy Mã Lạp Sơn hay không? Bạch Tôn Đức, trẫm không trông thấy. Thưa đại vương, nếu như vậy thì không có con sông U Há. Bạch Tôn Đức, trẫm tuy không thấy nhưng đã có nhiều người chứng kiến về nói lại, nên trẫm tin có con sông U Há. Thưa đại vương, sự hiện hữu của địa ngục cũng như thế, nên lấy trí cân nhắc suy xét, phải tin rằng có cõi địa ngục chứ không cần đợi trông thấy. 2. Hiện thực lượng. Từ xưa đến nay có nhiều Phật tử ở Ấn Độ, Tây Tạng, Mông Cổ, Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam tu tịnh độ. Hiện tiền hay lúc lâm chung, họ đã thấy những thắng tướng của cõi cực lạc, cho đến Tây Phương Tam Thánh đến tiếp dẫn giảng sanh. Đây là sự hiện thực rõ ràng, có ghi vào sử sách. Nếu bảo cực lạc là cảnh huyễn dụ, làm sao có những tướng trạng ấy? 3. Thánh ngôn lượng. Chẳng những trong tịnh độ Tam Kinh, Đức Thích Ca đã nói sự trang nghiêm ở cực lạc, mà trong các kinh đại thừa khác như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Bảo Tích, Phật cũng từng đề cập đến sự việc này. Và trong nhiều bộ luận, chư tổ đã hằng dẫn giải về môn niệm Phật cùng cõi cực lạc. Chẳng hạn như trong Đại Thừa Khởi Tín Luận của tổ Mã Minh, Đại Trí Độ Luận của tổ Long Thọ, Tịnh Độ Thập Nghi Luận của tổ Thiên Thai Trí Giả, cho đến Giảng Sanh Luận, Niệm Phật Viên Tông Luận, vân vân. Người học Phật phải lấy lời của Phật tổ làm mực nước mà lượng định. Nếu đem chỗ thấy biết cạn hẹp của mình vội bác phá tịnh độ, đó chính là bác phá Phật và tổ. Kẻ ấy không phải là đệ tử của Phật. Ấn Quang Đại Sư nói, phàm phu vì mê mờ không tin có địa ngục, nên chư Bồ Tát, Thánh Thần thường dùng phương tiện đưa biết bao người đến cõi địa ngục cho thấy biết, rồi trở về thuật lại để người đời kinh sợ mà viết chữ làm lành. Chẳng hạn như khi xưa đã có truyện Địa Ngục Ký của sư cô Huệ Hiền, tục gọi cô Ba Cháu Gà, ở tại chợ Dòng Nhỏ, tỉnh Mỹ Tho, nay là tỉnh Tiền Giang. Đây là chuyện nơi Việt Nam, còn riêng ở Trung Hoa thì không biết bao nhiêu trường hợp tương tự như thế. Trong bộ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, ở Trung Quốc vào đời nhà Minh, có chuyện Viên Tông Đạo được anh là Viên Hoàng Đạo đã giảng sanh, đưa hồn sang cực lạc để khuyến tấn tu hành. Cảnh của Tông Đạo thấy biết chỉ là một phần sự tướng nơi tịnh độ, không đầy đủ bằng chuyện gần đây của Khoan Tịnh Pháp Sư ở Trung Hoa được Quán Thế Âm Bồ Tát dẫn sang cực lạc cho thấy cả chín phẩm giảng sanh. Câu chuyện này rất ly kỳ do chính Pháp Sư trần thuật lại, và đệ tử của ngài là cư sĩ Lưu Thế Hoa ghi chép. Cư sĩ cho đây là tiếng vang chấn động xưa nay, tiết lộ ra những điều mà người khác chưa từng nói đến. Có lẽ Đức Đại Bi Quán Thế Âm cùng chư thánh thương xót chúng sanh cuối thời mạt pháp, chỉ nương pháp môn tịnh độ mới hợp thời cơ để tu tiến và đảm bảo được sự giải thoát, nên dùng phương tiện khéo mà hoằng hóa cứu độ đó chăng? Điều này nếu suy ngẫm đọc kỹ, độc giả sẽ tự hiểu. Thời gian trước,
Nguyễn Công Trứ đã nói: lỡ duyên với rượu khôn từ chén, trót nợ cùng thi phải chuốc bài. Nhưng lời ông chỉ nêu lên cái nghiệp dĩ về thơ rượu của mình mà thôi. Riêng bút giả thấy người đời có lắm nỗi khổ già, bệnh chết lần lượt diễn tiến, mà phần đông hãy còn ước mơ tham vọng, cố hái hoa hạnh phúc trong giường trần mộng huyễn, nên bỗng động lòng từ bi mẫn thế, muốn nhắc gọi đồng nhân thức tỉnh mới phiên dịch ra quyển này. Xin tạm mượn hai câu sau để biểu lộ mối cảm hoài ý. Mắt lệ đã mờ sầu biển lụy, hoa tươi còn luyến bóng xuân trần. Khoan Tịnh Pháp Sư, quê quán ở huyện Bồ Điền, tỉnh Phước Kiến, Trung Quốc, sanh nhằm ngày 7 tháng 7 năm Giáp Tý, dương lịch ngày 7 tháng 8 năm 1924. Thân phụ Ngài nguyên họ Phan là một cư sĩ sùng tín đạo Phật, nhà ở số 140 Đại Lộ Quang Đông Trấn, tại huyện Thành, huyện Lỵ, Châu Thành. Vào buổi chiều, lúc Ngài sinh ra đời, hai bên phương trời Đông và Tây, kim quang chiếu rạng, mặt đất như vàng ròng chiếu sáng huy hoàng. Do nhân duyên đó, cha mẹ mới đặt tên cho là Phan Kim Vinh. Lúc bé thơ, thân phụ chỉ dạy học ở nhà. Năm lên 7, do căn lành thúc dục, Ngài năn nỉ xin cha mẹ cho tới ở chùa Giáo Trung, tỉnh Phước Kiến, nên không có nhân duyên đến trường lớp thế tục. Tuy nhiên, Pháp Sư thiên tư đỉnh ngộ hơn người. Thầy dạy kinh luật đến đâu liền nhớ đến đó, chỗ giải ngộ lại hơn các đồng bạn. Mãi đến năm 15 tuổi, Ngài mới được thế độ, xuống tóc với hư dân lão hòa thượng ở chùa Tổ Đình Nam Bình Khai, cũng thuộc tỉnh nhà. Năm 17 tuổi, hư dân thiền sư thấy Ngài là bậc pháp khí, đặc biệt cho thọ giới cụ túc nơi chùa Nam Hoa, tỉnh Quảng Đông. Kế tiếp, Pháp Sư lại chuyển đến chùa Dân Cư, tỉnh Giang Tây để tiện bề tu học. Ngài được hư dân lão hòa thượng truyền chánh pháp Nhãn Tạng, làm vị thừa kế đời thứ 48, tông phái Đổng Vân, Tào Động và Dân Môn hợp nhất. Từ đó về sau, Pháp Sư lần lượt làm trụ trì trải qua các tự viện, chùa viện tu học Khanh Để Bình, Tiên Phật, Năng Nhơn, Khai Bình, Mạch Tà Nham, Tam Hội. Lúc làm trụ trì chùa Tam Hội thuộc huyện Tiên Du, tỉnh Phước Kiến, Pháp Sư tọa thiền khởi đầu từ ngày 23 tháng Chạp, ngồi luôn tới ngày 29 mới xuất định, kể tất cả là 7 ngày. Việc xảy ra vào năm 1980 làm toàn huyện xôn xao náo động, hàng đạo tâm đến xin quy y hơn 3.000 người. Năm 1982, Ngài sang nước Mỹ làm vị tăng hành cước tại thành phố New York, New York để tuyên dương Phật Pháp. Ngài được Phật Giáo Hội ở Bắc Mỹ cử làm Đổng sự trưởng danh dự chùa Lạc Na, thành phố San Francisco, kế đến làm Đổng sự trưởng chùa Quán Thế Âm ở Los Angeles. Trên đây là vài nét đơn giản giới thiệu Khoan Tịnh Pháp Sư, một bậc cao tăng hiện đại. Điểm chánh yếu của tập ký sự này là ghi lại quá trình chính bản thân của Ngài đã kinh lịch, kinh nghiệm thực chứng, sang cõi cực lạc, tham quan chính phẩm hoa sen ở Tây Phương với những chi tiết ly kỳ của thế giới thanh tịnh bên ấy. Việc trên đây xảy ra vào ngày 25 tháng 10 âm lịch năm Đinh Mùi, ngày 26 tháng 11 năm 1967. Lúc đó, Pháp Sư đang ngồi thiền ở chùa Mạch Tà Nham, đột nhiên được thần lực của Đức Quán Thế Âm đưa xác thơ Ngài đến tạm ẩn nơi động Di Lặc, rồi dẫn thần thức sang cực lạc. Pháp Sư có cảm giác thời gian du lãm trên chỉ trải qua một ngày một đêm, nhưng khi trở về nhân gian đã là ngày 8 tháng 4 âm lịch năm Quý Sửu, ngày 10 tháng 5 năm 1973, tính ra khoảng 6 năm 6 tháng. Việc này dường như vượt quá sự hiểu biết thông thường. Nhưng đối với môn vũ trụ học thì không gian và thời gian tùy mỗi thế giới vẫn có những điểm bất đồng sai khác. Theo các tích truyền kỳ thời xưa, có khi ở cõi tiên một ngày nhân thế phải trải qua nhiều năm tháng, như một vị vua xứ Ai Cập mộng thấy mình lên cõi trên chỉ có 3 giờ, nhưng khi hồn trở về nhập xác, nhân gian đã trải qua 8 ngày đêm.
Điều này người đủ chút kiến thức về Phật học đều có thể lý giải. Khi Pháp Sư bỗng nhiên mất tích ở mạch Tài Nam Tự, toàn thể tăng tín trong chùa đều tản ra tìm khắp hơn 100 động lớn nhỏ thuộc vùng dân cư. Lại có người nói mới thấy Ngài trên đường đi đến động Di Lặc ở núi Cửu Tiên, đại chúng cũng lên đó tuần tra mà không gặp. Thậm chí nhiều người xuất tiền nhờ thủy quân lặn dò các ao đầm trong vùng, mướn đội tuần thám đến xét hỏi ở huyện thành cùng các thành phố Tuyền Châu, Hạ Môn, Phúc Châu, Nam Bình, và đánh điện nhờ người ở các huyện xung quanh như Vĩnh Thái, Vĩnh Xuân, Đức Hoa, Phước Thanh để hỏi han. Như thế trước sau vài năm cũng bặt vô âm tín. Do đó hàng Phật tử đều cho rằng Pháp Sư đã lìa trần, trong lòng bùi bùi thương cảm. Kỳ thực nhục thể của Pháp Sư trước sau vẫn không rời động Di Lặc nửa bước, do thần lực chư thánh duy trì ẩn giấu, khiến cho thân chẳng bị phát hiện và hư hoại. Pháp Sư là một bậc cao tăng đắc định, giữ giới luật, tin nhân quả, quyết không khi nào nói dối. Đây hiển nhiên là Phật, Bồ Tát vì lòng từ bi muốn cứu vớt và thức tỉnh chúng sanh thời mạt hậu, đã dùng phương tiện khéo truyền đạt lời giáo huấn qua bản thân Ngài mà thôi. Sự kinh lịch của Pháp Sư không phải là mộng cảnh, cũng không đồng cảnh giới thấy biết của thiền định, vì chúng ta sẽ thấy những tình tiết qua sự vấn đáp, những điểm kỳ diệu qua nhận thức riêng của Ngài khác hẳn. Và sau đây là tất cả điều quan yếu do tôi ghi lại trong thời diễn giảng của Pháp Sư ở chùa Nam Hải, Phổ Đà Sơn tại Singapore vào tháng 4 âm lịch năm Đinh Mão, tháng 5 năm 1987. Lưu Thế Hoa cư sĩ kính ghi. Liên Quốc Hương Du giảng thuật. Duyên khởi. Ai hỏi nhà tu sự nghiệp chi? Thưa rằng giải thoát với từ bi. Niệm Phật là phương màu giải thoát, năm thừa lại mở cửa từ bi. Nam mô A Di Đà Phật. Trình chư tôn đức tăng ni, thưa chư quý Phật tử, Khoan Tịnh xin gửi lời chúc nguyện an lành đến tất cả chư quý vị. Hôm nay chúng ta có duyên lành hội ngộ nơi đây. Tôi nghĩ đó là túc nhân Phật pháp tiền sanh hoặc các kiếp quá khứ về trước. Đề mục tôi sắp diễn giảng chính là thuật lại việc bản thân đã kinh lịch sang thế giới cực lạc phương Tây, đem các tình cảnh mắt thấy tai nghe tỏ bày cho chư vị cùng được rõ. Xin chia lịch trình này qua 7 phần, mỗi phần gồm nhiều giai đoạn. 1. Diễn tiến tôi đến cực lạc như thế nào? 2. Tình hình thực tế trải qua ra sao? 3. Thuật lại các cảnh giới trước sau tôi đã kinh lịch, gồm các nơi La Hán Động, cõi Tứ Thiên Dương, cõi trời Đao Lợi Đâu Xuất Thiên Cung. 4. Hoa sen hạ phẩm gồm có 3: hạ thượng, hạ trung và hạ hạ phẩm. 5. Hoa sen trung phẩm lại gồm 3: trung thượng, trung trung và trung hạ phẩm. 6. Hoa sen thượng phẩm cũng gồm 3: thượng thượng, thượng trung và thượng hạ phẩm. 7. Trên đường trở lại nhân gian. Và sau đây là các diễn biến ấy. Phần 1. Diễn tiến trên bước khởi hành. 1. Từ chùa Mạch Tài Nham đến Di Lặc Động. Năm 1967, tôi đang đảm nhiệm chức trụ trì tại Mạch Tài Nham Tự. Vào ngày 25 tháng 10 âm lịch, lúc quá nửa đêm, tôi đang ngồi thiền, bỗng phưởng phức nghe có tiếng gọi pháp danh mình, bảo đi mau. Vừa khi ấy, tự có cảm giác như bị đẩy tới phía trước. Không kịp chuẩn bị, tôi bước xuống pháp tòa, rồi như bị sức thu hút, không rõ nguyên do, rảo đi thật nhanh ra khỏi tự viện. Bây giờ trong tâm tự biết mình sẽ phải đến động Di Lặc thuộc vùng núi Cửu Tiên, huyện Đức Hòa, cách chùa độ hơn 20 dặm. Tuy đi rất mau như thế, nhưng không cảm thấy đói khát mỏi nhọc, cũng không dừng nghỉ.
Lúc ấy ở Trung Hoa nhằm phong trào đại cách mạng văn hóa 1966-1976, Hồng Vệ binh tuần tra khắp nơi. Bây giờ vào khoảng 3 giờ sáng, trong màn đêm đầy sương mù, tôi nghe tiếng dân túng đi trên đường nói: "Nay là ngày 25 tháng 10 âm lịch, nhằm thời kỳ giãn cách, địa phương rối loạn, chúng ta phải đổi hành trình vào ban đêm mới thuận tiện yên ổn." 2. Duyên hạnh ngộ. Đi tới gần sáng, đột nhiên thần trí tôi thanh tĩnh trở lại. Vừa khi đó, tôi chợt gặp một lão hòa thượng trang phục như mình, hai bên gái chào, cùng thông tri tên họ. Hòa thượng tự giới thiệu mình là Viên Quán Pháp Sư, muốn đến núi Cửu Tiên động Di Lặc. Gặp bạn đồng hành, tôi vui vẻ tán thành, rồi vừa rảo bước đi vừa trò chuyện. Pháp sư tự hồ biết rõ nhân quả mấy kiếp về trước của tôi, tuần tự thuật lại từng đời, như sanh ở đâu, cha mẹ là ai, tên họ gì. Ngài nói rõ ra mỗi điểm, nghe dường như chuyện huyền thoại. Điều lạ lùng là mỗi chi tiết pháp sư nói ra tôi đều ghi nhớ rõ không quên. 7 năm sau, năm 1974, tôi tìm dò hỏi về thời gian và địa điểm đó thì tất cả đều chuẩn xác. Đại khái các đời ấy tôi đều xuất gia làm hòa thượng, chỉ có một kiếp làm cư sĩ tại gia vào triều vua Khang Hy đời nhà Thanh, ở thôn Phương Quế Cách, huyện Dẫm Thượng, tên là Trịnh Viễn Tư, sanh 6 trai 2 gái, trong ấy có một đứa con thi đỗ tiến sĩ. Đến nay hậu duệ của dòng đó hãy còn. Đường đi rút ngắn rất mau, dường như có ai làm phép hồ công xúc địa, phép thâu ngắn đường đi của loài hồ. Không bao lâu, chúng tôi đã đến chân núi Cửu Tiên, một sơn lãnh cao nhất của tỉnh Phước Kiến. Trên núi này có hang động to rộng, trong ấy duy thờ một tượng Di Lặc nên gọi là Di Lặc Động. Lúc chúng tôi tiến lên đến lưng chừng núi thì trời đã hừng sáng. Phần 2. Bước kỳ lạ từ Di Lặc Động. Ba nhỏ. Đường từ Di Lặc Động đến cảnh Trung Thiên La Hán. Bấy giờ, cảnh trí kỳ diễm, đẹp lạ bỗng xuất hiện trước mắt. Tôi thấy đường xá không giống như lối cũ mà mình đã từng trải qua. Lộ trình biến thành rộng rãi, lót toàn bằng đá đẹp, phát ra ánh sáng chớp chớp. Khi đi đến hang động thì nơi đây cũng biến đổi trang nghiêm, khác với động Di Lặc lúc xưa. Chúng tôi bước vào lễ tượng Bồ Tát, rồi cùng ngồi nhắm mắt dưỡng thần trong giây phút. Khi ấy, tôi nghe Hòa Thượng Viên Quán gọi bảo ra sau núi du lãm. Tôi vội bước chân theo Ngài, thì một bầu trời đất khác bỗng lại xuất hiện. Trước tầm mắt tôi, một tòa nhà cổ nguy nga đứng lồ lộ, nét huy hoàng tráng lệ còn hơn cố cung, Tử Cấm Thành của vua nhà Thanh ở Bắc Bình, tên gọi thành phố Bắc Kinh từ năm 1928 đến năm 1949. Hai bên ngôi chùa to rộng ấy có hai tòa bảo tháp đẹp cao đồ sộ. Chúng tôi lần tiến bước đến sơn môn, thấy cửa tam quan này làm toàn bằng đá hoa trắng, lối kiến trúc thật hùng vĩ oai nghiêm. Trên cổng vào có tấm biển lớn khảm chữ vàng chiếu ánh chói ngời. Bốn kim tự nơi biển ngạch không phải chữ Trung Hoa, chữ Anh hay chữ Phạn, tôi hoàn toàn không hiểu thấu. Trước sơn môn có bốn vị hòa thượng đã đứng sẵn đón chờ, mình đắp y đỏ, lưng thắt đai vàng, pháp tướng cao lớn trang nghiêm. Khi thấy chúng tôi đến, họ vái chào. Tôi và Hòa Thượng Viên Quán cũng vội vàng đáp lễ. Lúc đó trong tâm tôi có chút nghi vấn, tự hỏi: trang phục của mấy vị này mình chưa từng thấy qua, có lẽ họ là những vị lạc ma chăng? Các vị ấy dường như biết, chỉ mỉm cười bảo: đã đến đây rồi, xin hoan nghênh, rồi mời chúng tôi vào. Khi vào khỏi cổng chùa, trải qua vài tòa điện vũ, hội trường, tôi thấy đền đài xinh đẹp tráng lệ. Điểm kỳ diệu là mọi vật đều phát ra ánh sáng. Xung quanh các điện đều có hành lang rộng bao vòng. Ngoài hành lang, nhiều sắc kỳ hoa dị thảo điểm tô. Ra xa hơn là những hàng cây lạ cao vút. Vào chùa, nhìn qua cửa sông,
vẫn có thể trông thấy bảo tháp và các tòa kiến trúc. Trong điện trưng bày rất nhiều đồ cổ ngoạn khéo đẹp kỳ lạ. Lần bước lên tới ngôi đại điện thứ nhất, ngước trông thấy là bốn kim tự lớn sáng chói, loại như kiểu đã thấy bên ngoài. Tôi hỏi viên quán lão hòa thượng, ngài đáp đó là bốn chữ Trung Thiên La Hán. Lòng thầm nghĩ, thì ra đây là Trung Thiên La Hán tự, nơi các vị A-la-hán tu trì, một thế giới thần tiên ở nửa lừng trời. Chỗ này không còn là cảnh nhân gian nữa, thảo nào mà mọi vật chẳng đều khác lạ phi phàm. Bốn đại tự ấy, hiện tại tôi nhớ được một hình chữ khuôn hoa, riêng ba chữ kia thì đã mờ trong ký ức. Bốn nhỏ, quang cảnh động La Hán. Bây giờ khung trời sáng rạng rỡ, xung quanh núi non, mây ráng, mây ửng màu nắng đẹp bao vòng. Chỉ thấy trong và ngoài đông đảo người ra vào, gồm nhiều sắc da như vàng, trắng, hồng, ngâm ngâm đen, màu cam sẫm, nam nữ trẻ già đều đủ cả. Trong ấy người da vàng chiếm đa số, y trang của họ cũng kỳ lạ, tùy màu sắc phát ra nhiều ánh sáng khác nhau. Dường như nơi đây ngoài chư vị A-la-hán còn có các vị thần tiên đến tham quan hoặc học đạo. Đại chúng kết hợp thành nhiều đoàn, như nam giới tập luyện võ thuật, nữ giới trỗi nhạc múa ca, mấy lão nhân thì chăm chú nơi cuộc cờ, xung quanh một số người theo dõi. Ngoài ra có vị lại ngồi tĩnh tọa dưỡng thần, tất cả đều hiện sắc thái an nhàn vui vẻ. Khi thấy chúng tôi đến, họ ngẩng đầu lộ nét thân thiết mỉm cười, gật đầu chào đón, nhưng mỗi người theo phần việc của mình, không giao tiếp hỏi han. Lúc đến tòa đại điện, tôi lại thấy một hoàng kim tự lớn. Viên quan pháp sư bảo đó là bốn chữ Đại Hùng Bảo Điện. Từ trong điện bước ra, hai lão hòa thượng chắp tay nghinh tiếp. Thoáng mắt nhìn qua, tôi ghi nhận một vị râu dài bạc trắng, còn vị kia không để râu. Hai lão hòa thượng thấy viên quan pháp sư liền vội gieo năm dốc thi hành đại lễ. Thấy tình huống đó, tôi thầm nghĩ Trung Thiên La Hán đối với viên quán pháp sư mà lễ bái như thế, tất ngài không phải là bậc tầm thường rồi. Liếc mắt nhìn quanh, ngôi chánh điện thật rộng rãi trang nghiêm, nền lót đá hoa trắng phát ra ánh sáng. Điểm kỳ lạ, nơi đây không có một tượng Phật nào cả, nhưng cúng phẩm thì rất nhiều. Những chiếc bình to phô bày hoa tươi đẹp đủ màu, mỗi đóa hoa lớn bằng chiếc nón. Ngoài ra còn có những đèn treo gồm lắm hình thái kỳ diệu, các hạt minh châu trong đèn tỏa ra ánh sáng muôn sắc. Lòng tôi như lạc lõng ngây ngất, chỉ cảm biết hương lạ tỏa thơm ngào ngạt quanh mình, ánh sáng tạp sắc xoay chuyển chớp ngời. Có lẽ nơi đây vẫn đầy đủ tượng Phật, nhưng do nguyên nhân nào đó khiến tôi không thấy được chăng? Nếu chẳng thế thì sao chốn này gọi là Đại Hùng Bảo Điện? Sau khi tham lễ nơi đại điện, hai lão nhân mời chúng tôi sang khách sảnh, phòng khách, nhà khách. Vào nhà khách, vừa ngồi xong, một lão hòa thượng nhìn đồng tử hầu cận, ra ý bảo đem hai chén nước giải khát. Đồng tử này đầu kết hai búi tóc, gương mặt hồng hào rạng rỡ, mình khoác y lục, lưng thắt đai vàng, tướng mạo rất thanh đẹp. Nước trong chén sóng sánh màu bạc, thơm ngọt khác thường. Tôi uống hơn nửa chén, viên quán pháp sư đưa mắt tỏ ý bảo dùng hết. Tôi vâng lời, cảm biết trong người tươi khỏe, tinh thần bội phần thanh sản, không còn một điểm mỏi nhọc. Kế đó, viên quán pháp sư cùng lão hòa thượng nói với nhau bằng một ngôn ngữ lạ mà tôi không biết được. Tiếp theo, hòa thượng sai đồng tử đưa tôi qua hậu phòng, tắm rửa. Vừa bước vào, tôi thấy nơi đó có sẵn một bồn nước trong, gần bên vắt chiếc khăn và bộ y phục màu lam của nhà chùa để thay đổi. Sau khi tắm gội lau mình xong, thâm tâm tôi mười phần tươi tỉnh nhẹ nhàng. Lòng thầm nghĩ, hôm nay quyết định mình đã đến thánh cảnh rồi đây. Tâm tràn ngập niềm an vui thật khó diễn tả. Năm nhỏ, thưa thỉnh về hiện tình và tương lai Phật giáo. Khi trở lại khách sảnh, tôi đến trước hai lão hòa thượng, cúi xuống lễ ba lạy, rồi chắp tay cầu xin chỉ điểm về hiện tình và tương lai của Phật giáo. Vị hòa thượng râu dài không đáp,
cầm bút lông viết 8 chữ trên giấy như sau: Phật tự tâm tác, giáo do ma chủ. Viết xong, ngài đưa tờ giấy trao sang. Tôi xem qua không thấu hiểu hết ý của 8 chữ, lại cầu xin khai thị cho rõ thêm. Vị hòa thượng kia thay lời giải đáp: 8 chữ ấy ông có thể sắp song song, xem ngang nhìn dọc, từ trái sang mặt, từ mặt sang trái, đảo lộn từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, như phân ra thành 36 câu, có thể hiểu rõ tình huống Phật giáo từ đây, khoảng năm 1970 đến 100 năm về sau, nếu lại diễn đạt rộng 36 câu thành 840 câu, tất biết được tình hình suy thạnh về tương lai Phật giáo của toàn thế giới. Cho đến khi chánh pháp của Đức Thích Ca hoàn toàn mất tích nơi cõi chim phù, khi trở về nhân gian, ông nên suy ngẫm cho tinh tường, sẽ tự thông hiểu. Theo thiện ý, đại khái vào thời Mạc Hậu, tà ma ngoại đạo xen lẫn vào, làm lệch lạc chánh pháp, cho nên người tu Phật phải chín chắn đề phòng, chớ chấp nghe theo hình thức, cũng đừng vội phế bỏ hình thức, hãy cẩn thận suy nghĩ gạn lọc kẻo sai lầm. Đó là ý nghĩa chánh giáo do ma làm chủ động, Phật quả tự tâm mình liễu đạt tu hành. Còn về phần 840 câu, đợi tương lai khi cơ thành thục sẽ công bố. Nếu chư vị muốn được sớm hiểu biết, nên khởi công nghiên cứu. Đây thí tưởng cũng là một điểm lý thú về văn nghệ. Sau khi giải sơ lược mấy điều xong, lão hòa thượng bảo tiểu đồng đưa tôi vào phòng tạm yên nghỉ. Lúc bước vào, tôi thấy trong phòng không kê giường nằm, chỉ có một chiếc ghế kiểu chạm trổ rất thanh nhã, trên lót nệm ngồi. Tôi bước lên tĩnh tọa, cảm giác thân tâm thanh nhẹ, thần trí lâng lâng. Ngồi chưa bao lâu, đã nghe tiếng Viên Quán lão pháp sư kêu gọi. Tôi mở mắt bước xuống ra khỏi phòng. Lão Nhơn nói: "Ngay bây giờ, tôi đưa ông vượt qua cõi trời Tứ Thiên Vương và Đao Lợi, đi thẳng lên Đâu Suất Thiên Cung bái kiến Di Lặc Bồ Tát và để gặp thầy của ông là Hư Vân Thiền Sư." Tôi đáp: "Rất hân hạnh, xin vô cùng cảm tạ." Lúc rời khỏi đại điện, tôi bỗng chợt nhớ muốn trở lại giả từ hai lão hòa thượng. Pháp sư bảo: "Không cần thiết phải cáo từ, thời giờ chẳng còn nhiều nữa." Tôi chỉ biết yên lặng rảo bước theo ngài. Phần 3: Từ La Hán Đồng đến các cõi trời. Trên đường đi, nhiều ngân điện, kim lâu cùng bảo tháp tráng lệ hùng vĩ trải qua tầm mắt, mỗi tòa đều phóng ra ánh sáng nhiều màu. Nhưng vì lão pháp sư cứ nhắc bảo tiến bước mau, nên tôi không rảnh rỗi để quan sát. Con lộ chúng tôi đi toàn là đá trắng gần người chết. Hai bên triền núi kỳ hoa dị thảo theo gió đông đưa, hương thanh ngào ngạt khiến cho người lâng lâng vui đẹp, mà sau này tôi mới chú ý. Vì thời gian ở thượng giới không đồng cõi tục, không nên dần dà chậm trễ. Nếu chẳng thế, khi trở về nhân gian có thể trải qua vài trăm năm hoặc vài ngàn năm không chừng. Chuyển qua vài đoạn quanh co, trước mặt tôi bỗng xuất hiện một chiếc cầu rộng rãi vĩ đại. Nhưng kỳ lạ, cái cầu to lớn này chỉ có đoạn giữa nổi lơ lửng nơi hư không, còn đầu và đuôi cầu không tiếp giáp với đường lộ. Nhìn xuống dưới là vực sâu muôn trượng. Tôi tự nói lẩm bẩm: "Làm thế nào qua khỏi chiếc cầu như thế này?" Viên Quán pháp sư dường như hiểu được tâm niệm ngần ngại của tôi, liền hỏi: "Hằng ngày ông trì niệm những kinh chú nào?" Tôi đáp: "Bình Nhật Giảng Bối thường tụng kinh Pháp Hoa và chú Lăng Nghiêm." Ngài đáp: "Tốt lắm, ông hãy tụng chú Lăng Nghiêm đi." Tôi vâng lời niệm nho nhỏ. Chú Lăng Nghiêm có hơn 3.000 chữ. Tôi vừa mới tụng được mấy câu, trước mắt bỗng hiện ra cảnh tượng lạ. Chiếc cầu dài to bỗng biến thành vàng rộng, bảo sắc chiếu sáng, hai đầu nối liền với đường đi. Dường như chiếc bóng thất bảo cong vòng lên giữa hư không, xinh đẹp không thể tả. Hai bên lăng can cầu có nhiều lồng đèn châu ngọc treo lơ lửng, phóng những tia sáng nhiều màu. Đầu cầu có năm kim tự lớn, giống như kiểu chữ ở đại điện. Tôi thầm nghĩ, đây nhất định là mấy chữ Trung Thiên La Hán Kiều. Qua khỏi cầu, chúng tôi vào trong triều đình, một kiểu nhà nghỉ chân ở gần chân cầu, ngồi nghỉ giây phút. Nhân cơ hội đó, tôi hỏi Viên Lão pháp sư: "Tại sao trước kia không thấy hai đầu cầu, đợi niệm chú rồi mới thấy?" Ngài đáp: "Trước kia chân tánh của ông do vô minh nghiệp chứng bao vây nên thị tuyến, đường truyền của thị giác
bị che lấp. Khi khởi niệm chú, nghiệp chướng bị sức Đà Ra Ni công phá, như mây mù gặp gió thổi tan, tự nhiên thánh cảnh lộ bày. Đó là đạo lý biển lặng ngàn tầm, in ráng đẹp, mây tan muôn dặm, lộ trời xanh. 6. Từ cõi tứ thiên dương đến trời Đao Lợi. Đáp sau câu đó, Ngài dạy tôi dẫn niệm chú và tiếp tục lên đường. Tôi vâng lời, vừa đứng lên niệm mấy câu. Dưới đôi chân bỗng có hai tòa sen trong suốt như thủy tinh, phát ánh sáng xanh hiện ra đỡ gót. Các cánh của hoa nở bày và phóng như tia sáng lạ. Nhờ liên tòa nâng đỡ, tôi vượt lên hư không như cởi mây mù bay lướt đi. Chỉ nghe bên tai tiếng gió thổi di du, nhưng nơi thân không cảm thấy có hơi gió và lần lần lại ấm áp. Tốc độ bay như tia chớp, còn bội phần lẹ hơn phi cơ. Nhiều cảnh tượng liên tiếp xuất hiện, rồi như vụt chạy mau ra sao. Không bao lâu, trước mắt tôi bỗng lộ ra một cảnh tượng như cổng Thiên An Môn ở Bắc Kinh, nhưng to rộng hùng vĩ và trang nghiêm hơn nhiều. Trụ đá nơi cổng chạm trổ long phùng chớp chớp sáng ngời. Đốc cổng tự như hình thức cung điện, toàn thể đều trắng bạc. Tất cả như một tòa bạch ngân thành, mười phần tráng lệ. Trên cổng thành có tấm biển lộ kim tự lớn, gồm 5 loại chữ. Trong đó có chữ Trung Hoa, Đề, Nam Thiên Môn. Do xem kinh giáo, tôi biết đây là một trong 4 cửa vào cõi trời Tứ Thiên Dương, thuộc quyền cai quản của Tăng Trưởng Thiên Dương. Nơi Nam Thiên Môn có nhiều chư thiên cao lớn, mình mặc giáp phục, tay cầm binh trượng. Đây là hàng võ tướng đang đứng giữ thành. Ngoài ra còn có những vị trang sức quan phục như cổ triều nhà Thanh, song qua lệ khác thường. Từ các chiến y, giáp phục cho đến những vũ khí đều phát ra ánh sáng, trong 10 phần oai nghiêm. Chư thiên bày đội hình chỉnh tề, đứng trên đầu thành, chắp tay nhìn chúng tôi, tỏ vẻ quan nghiêm, song chẳng hỏi han chi cả. Vượt qua cửa thành độ 10 trường, khoảng 50 mét, một mặt gương to rộng trong sáng lộ bày. Trong gương chiếu hiện tất cả cảnh tượng lành dữ biến đổi dưới cõi trần. Bay tiếp lên cao, vô số cảnh vật kỳ lạ rực rỡ như cầu vồng, chiếc móng xoay tròn như quả cầu, đẹp như hoa, sáng như điện, vượt lui mau qua sau thân chúng tôi. Trong những tầng mây rắn, mây ửng màu nắng là ẩn hiện vô lượng đền đài lầu cát, những chóp đỉnh tháp hoặc xa hoặc gần chẳng đồng. Viên Quán pháp sư giới thiệu, đây là Đao Lợi Thiên Cung, tầng trời thứ hai của dục giới, vượt cao hơn cõi Tứ Thiên Dương và cũng nghiêm đẹp hơn. Cảnh giới này thuộc vùng của Thích Đề Hoàng Nhân, thống lãnh tất cả 33 cung trời. Người trần gọi Ngài là Ngọc Hoàng Thượng Đế. 7. Từ Đao Lợi Thiên đến cõi Đâu Xuất. Không có thời giờ dừng lại chiêm quan, tham quan chiêm ngưỡng, chúng tôi lại tiếp tục bay lên vượt qua một tầng trời nữa. Viên lão pháp sư nói, hiện tại đã đến cõi Đâu Xuất Đà, Tusita, tầng trời thứ tư của dục giới. Chớp mắt, chúng tôi đã đứng trước cổng một tòa điện cát, chỉ thấy hơn vài mươi vị thân tướng cao lớn trang nghiêm đến nghiêm tiếp chúng tôi. Trong đó nhìn kỹ, tôi nhận ra một vị chính là ân sư của mình, Tư Dân Lão Hòa Thượng. Còn hai vị nữa là Diệu Liên Hòa Thượng và Phước Vinh Đại Sư. Hai tôn đức này đều đã sanh lên Đâu Xuất Nội Viện. Tất cả đều đắp cà sa đỏ, màu sáng chói tươi đẹp khác thường. Thấy ân sư, tôi vội vàng tới trước đảnh lễ, tiếp đến bái kiến hai vị tôn đức kia. Cách xa lâu ngày mới được gặp, tôi không ngăn được lòng bùi ngùi cảm xúc. Ân sư bảo, hãy bình tĩnh, đâu có điều chi đáng thương cảm. Người có biết vị nào đã đưa mình hôm nay đến đây chăng? Tôi đáp, bạch sư phụ, đó là Viên Quán Lão Pháp Sư. Sư phụ nhìn tôi với đôi mắt nghiêm nghị bảo, đây là vị mà mỗi ngày ngươi thường lấy niệm, Đức Đại Từ Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Nghe qua tôi chợt kinh động, rồi quay lại đảnh lễ Viên Quán Lão Pháp Sư 12 lại, rồi đứng lên chắp tay kính cẩn, không biết nói năng gì. Lúc ấy Diệu Liên Hòa Thượng nhìn tôi nói, ở đây thân người cao lớn nghiêm đẹp gấp bội hơn các cõi dưới, cảnh trí cũng kỳ diệu tráng lệ hơn. Những chúng sanh phước kém không thấy được cảnh giới chư thiên, nếu có phước cũng chỉ thấy theo sở kiến phước phận của mình. Chúng ta phải tạm hiện thân cũ để cho ông dễ nhận biết đó thôi. Tôi nhìn lại thấy thân của Viên Quán Pháp Sư và mình cũng chợt quá ra cao lớn, đồng như sắc thể chư vị nơi đây. Ân sư tôi dạy, khi người trở về cõi trần,
phải gắng cần khổ tu hành, bền nhẫn trải qua những sự khảo đảo của nghiệp chướng mới có thể lần lượt thắng phục dòng tâm. Là còn phải lập công bồi đức, tu tạo chùa am, tiếp tăng đồ chúng để xây nền phước huệ. Liếc mắt nhìn quanh, tôi thấy chư thiên ở cõi Đâu Xuất, nam nữ lớn bé đều có, tướng mạo nghiêm đẹp, trang phục như triều đại thời xưa, nhưng mỹ lệ hơn nhiều. Kế tiếp, Viên Lão Pháp Sư đưa tôi vào Đâu Xuất nội viện để tham bái Đức Di Lặc. Nơi Bồ Tát ngự là một tòa đại bảo điện rộng rãi thênh thang, gồm nhiều thứ châu ngọc lạ, tạo thành sự kỳ xảo tráng lệ, không bút mực nào có thể diễn tả được. Trên cửa điện có đại tự gồm 5 loại văn, mà hàng qua văn là 4 chữ Đâu Xuất nội viện. Tiến vào 49 lớp cửa có văn màn châu lưới ngọc, tiên thần canh giữ. Chúng tôi đến một đại sảnh trang nghiêm, trong đó sự thiết kế thật là mỹ lệ diệu kỳ, không thể nói hết ra đây được. 8. Lời khai thị của Đức Di Lặc. Dung tướng Di Lặc Bồ Tát thông đồng với hóa thân của Ngài là Bố Đại Hòa Thượng, trán nhăn thấp, bụng to rộng, thân mập mạp, miệng lúc nào cũng nở nụ cười như người đời hằng thờ phụng. Bảo thân của Ngài gồm 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đầu đội thiên quan, mình mặc thiên y, cổ mang chuỗi anh lạc, hai cổ tay và chân đều có đeo những vàng ngọc, gương trăng sáng rỡ, đủ nét từ bi, hỷ xả đẹp nghiêm, thật phi thường mỹ diệu, khó đổi hình dung. Bồ Tát cự trên đài sen báo cao lớn, bên dưới là các hàng Bồ Tát, mỗi vị đều ngồi tòa sen. Chư Bồ Tát hoặc mặc tăng phục, hoặc trang phục theo chư thiên, mỗi ngày một vẻ, nhưng số khoác cà sa đỏ chiếm phần đông. Đại chúng có đến mấy muôn vị, tôi giữ dáng nghiêm kính, chắp tay từ từ tiến bước tới trước, đảnh lễ Bồ Tát 12 lại, rồi quỳ xuống cầu xin khai thị. Ngài dạy: khi ngươi trở về trần thế, khuyên chúng sanh nên cố gắng song tu phước huệ. Trong tương lai, nơi cõi người trải qua độ 60 vạn ức năm nữa, châu Nam Thiệm Bộ sẽ biến thành nhân gian tịnh độ. Lúc ấy, người nào đã tu nhân lành, tất được gặp ta trong ba hội long qua và sẽ đắc độ. Hiện tại, ngươi về khuyên người trần giới nên ái hộ lẫn nhau, chớ sanh lòng tham sân si, ganh tị hơn thua phỉ báng. Chẳng những riêng các tông phái Phật giáo, mà đối với các đạo khác cũng không nên tranh chấp dèm pha. Bồ Tát còn nói mấy lời pháp ngữ, song vì ngại sức ghi nhớ của mình chưa được hoàn chỉnh nên tôi không dám trần thuật ra đây. Sau khi bái tạ Đức Di Lặc lui ra, tôi được sư phụ là Hư Vân Lão Hòa Thượng cùng Phước Vinh Đại Sư dẫn đến một tòa đại lâu cát. Trước lầu có vị mặc giáp phục oai nghiêm, nhưng tôi biết không phải là Đức Di Đà hộ pháp. Vị võ tướng này đưa chúng tôi vào điện cát và mời ngồi nơi bảo ỷ, ghế quý báu. Bên trong ba thiên nữ bưng chén ngọc đựng chất nước màu hồng bay mùi thơm ngát ra chiêu đãi. Tôi thử dùng một hớp, cảm thấy ngọt mát lạ thường, tinh thần trở nên tươi tỉnh. Phước Vinh Đại Sư bảo đây là nước mật hoa cõi trời, uống vào trừ bệnh lại được sống lâu, đổi già quá trẻ, ông nên dùng cho hết, sẽ thấy lắm điều hay về sau. Cho đến hiện tại, tôi vẫn thấy tinh thần trí lực gia tăng, thể chất nhẹ nhàng khỏe mạnh như chưa từng dùng tới thuốc. Đại sư nói tiếp: vì cảnh vui nơi cõi trời rất tế diệu, nên chư thiên dễ bị sai đắm, khó đổi tu hành. Ví như ở nhân gian, những người quyền thế giàu sang, tài năng khỏe đẹp, không mấy ai chịu xuất gia cam khổ nhọc nhằn tu tiến. Phước trời rồi phải hết, phước người có bấy nhiêu, họ đâu chịu suy nghĩ sau khi hưởng hết phước sẽ bị luân hồi trong bao cõi sáu đường, không biết chừng nào thoát đi được biển khổ. Chúng ta may mắn được hóa sanh nơi Đâu Xuất nội viện, thường nghe pháp âm, gần gũi bậc tri thức. Tương lai khi Đức Di Lặc giáng sanh thành Phật hóa độ nhân gian, chúng ta sẽ theo Ngài xuống trần, chừng ấy mới chánh thức tiến lên ngôi vị Bồ Tát, đủ sức bi dẫn để giải thoát những kẻ trầm luân. Tiếp theo, Hư Vân sư phụ nối lời khai thị rằng: vào cuối thời mạt pháp hiện nay, người tu nên giữ vững giới luật, gắng sức độ sanh giữa hoàn cảnh đầy ác liệt, chớ nên tham mê danh lợi, làm điều lỗi lầm hoặc thoái tâm khi đối phó chướng duyên cường nghịch. Phải tùy trường hợp mà thanh tịnh tiến tu, độ mình độ người, giữ gìn mạng mạch của chánh pháp mới đích thực là hành Bồ Tát đạo. Ta phó chúc cho ngươi sau khi trở về trần thế nên cố gắng khuyến tấn những người tu Phật, đặc biệt là các huynh đệ đồng bạn, phải lấy giới luật làm thầy,
tu trì với lệ cũ, chẳng nên duy tân hoặc cải cách tăng chế. Hiện nay ở nhân gian có lắm kẻ bảo các kinh chú đại thừa là giả tạo hoặc do chư tổ đặt bài, không phải của Phật nói. Lại có người sửa đổi tăng phục, không tin nhân quả, nói các thứ trứng là đồ chay, chẳng phải máu huyết, ăn không có tội. Họ không chịu kham khổ tu hành để cảm hóa quần sanh, trở lại dùng tà pháp mê hoặc người, đem kinh Phật diễn giảng sai lầm như mưa sa gió loạn, dối gạt tín chúng để mong sự cúng dường. Những bọn đó toàn là tà ma ngoại đạo lẫn vào trong chánh pháp, làm đứt mất huệ mạng của Như Lai, thật đáng xót thương. Vậy ngươi phải noi theo chí nguyện sư phụ, hộ trì những đại già lam của ta đã tu chỉnh lúc còn sanh tiền. Trong tương lai khi đến các nước thuyết pháp giáo hóa, nên thực hành theo lời dạy của ta. Bởi duyên ấy, lúc mới truyền pháp, ta đặt cho ngươi hiệu là Phục Hưng. Chính do nơi dùng ý đó, ngươi có hiểu chăng? Dừng lại giây phút, sư phụ tôi bỗng thốt lên giọng rủng rãng, nhấn mạnh từng tiếng một: Chí Tùng một sắc trời xương tuyết, nguyện biển 3000 nước lặng trong. Sau khi sư phụ dứt lời, Diên Quán Pháp Sư, hóa thân của Đức Quán Thế Âm, đưa tôi ra ngoại diện cõi Đâu Xuất để tham quan cho biết. Chỉ thấy mọi nơi ánh sáng đẹp giao xen, các đoàn tiên cầm dị điểu nhiều màu so cánh búa hát, giọng thảnh thoát dịu dàng, dễ gợi lòng rung cảm. Tiếng thiên nhạc xa gần, thanh điệu du dương, các điệp âm chuyển thúc rất là tuyệt vời. Chư thiên nam, thiên nữ, thiên đồng mặc đủ sắc y phục, trang sức nhiều thứ bảo trân, thức tha như mây trắng, lớp dày đàn múa hát, lớp bài đồ chỉnh tề, du nhàn tự tại. Khắp nơi hoa tiên sắc lạ như gấm đua nhau tươi nở, vẻ kỳ diễm thật vô cùng. Đó đây ẩn hiện những tháp báo, đình đài, lầu cát, cung điện phóng lên tia sáng chói lòa. Đại khái thật là phong cảnh thiên tiên siêu tuyệt hồng trần, nhân gian khó sánh được trong muôn một. Tôi một mặt thưởng màn, một mặt chỉ biết đức nở khen ngợi. Đức Quán Thế Âm chỉ một tòa bảo tháp ở xa xa, cao lớn như núi Côn Lôn, phóng ra trăm sắc kỳ quan, bảo đó là chỗ Thái Thượng Lão Quân ở, gọi là Luyện Đơn Đại Tháp. Tôi phóng tầm mắt nhìn xa, thấy một tòa điện tháp to như núi, kỳ tuyệt tráng lệ, chợt ẩn chợt hiện. Bị các lớp mây che giăng nên không biết bao nhiêu tầng, chỉ thấy bề ngoài chẳng được rõ bên trong. Bồ Tát lại bảo tòa tháp này là chỗ tiến tu của các trung thượng tiên, xung quanh có nhiều hàng linh nguyên thọ, bốn thời đều đâm qua kết quả. Hàng đạo gia luyện đơn khi tu hành thanh tịnh, duyên phước huệ tốt đẹp, ngưng thần trổ qua thành cái đinh nguyên ở thiên giới, lúc công quả viên mãn sẽ tiến lên ngôi thượng tiên. Nếu sức tu biến trễ lơ là, cây đó lần lần héo khô rồi ẩn mất. Nói xong, ngài lại thôi thúc: Thời gian không còn nhiều, bây giờ ta đưa ngươi sang thế giới Cực Lạc ở phương Tây, nơi đó còn siêu thắng hơn đây bội phần. Riêng cõi nhân gian thì kém xa, chẳng thể nào đem so sánh luận bàn được. Phần 4. Hoa sen hạ phẩm. 9. Từ Đâu Xuất Thiên Cung đến cõi Cực Lạc. Lúc ấy tôi lại tiếp tục trì chú Lăng Nghiêm, hoa sen lại hiện ra đỡ gót, đưa thân hình bay bổng lên hư không, bên tai liên tục vang tiếng do không ngớt. Nhưng tôi không cảm biết là có gió, tốc độ vượt mau như điện chớp. Tất cả cảnh đẹp cõi trời lướt nhanh qua thân mình như bị hốt dứt ra đằng sau. Ước độ nửa giờ, tôi nhìn xuống phía dưới, thấy vàng rồng trải đất, cây báo bài hàng, cao không biết mấy mươi trượng. Đức Quán Thế Âm dậy: Đã đến nơi rồi, nên ngưng trì chú cho tòa sen hạ xuống. Bảo thọ cây quý ở nơi đây là toàn do các thứ kỳ trân hiện thành, hoặc lưu ly lá bạch ngân, hoặc cành tử kim lá bích ngọc. Lá cây là có nhiều hình thái, hoặc hình tròn, hình dài, hình cánh sen, hình bảo bình, hoặc hình tam giác, ngũ giác, lục giác, bát giác. Qua lá xen nhau tuôn ra các tia sáng đủ màu. Các loài chim báo thân sắc tươi đẹp cũng phát quang tùy mỗi vẻ. Ngoài những phi cầm mà người trần có thể biết được như bạch yến, hồng hạc, hoàng ly, châu tước, thanh phượng, tạp sắc anh vũ, còn có những loài chim lạ như hai đầu, ba đầu, bảy đầu, hai cánh, bốn cánh hoặc sáu cánh. Loài trân cầm, loài chim quý tự do bay lượn, múa hát hoặc niệm thánh hiệu chư Phật hoặc sướng kinh văn. Các nơi đều có lan can báo dây quanh tùy mỗi khu vực. Đức Quán Thế Âm bảo: Kinh Phật nói bảy lớp lý châu, bảy lớp hàng cây là đề cập sơ lược qua cảnh giới này. Bên tai tôi còn nghe những ngữ âm khác lạ giảng diễn, nhưng hoàn toàn không thông hiểu được. Bồ Tát nói:
Đức Phật và chư thánh chúng nơi đây đều nghe hiểu các thứ tiếng đó. Trên đường rảo bước đi, tôi thấy nhiều bảo tháp, lầu cát lạ đẹp nhiều màu, hoặc ở mặt bảo điện, hoặc lơ lửng giữa hư không, có mây nâng đỡ. Trong giây phút, tôi đến một tòa đại kim sơn ráng rỡ, so với núi Nga Mi ở Trung Quốc còn cao lớn hơn vạn bụi. Không một điểm nghi ngờ, tôi biết mình đã đến trung tâm thế giới cực lạc. 10. Tình huống khi gặp Phật. Lúc ấy, Đức Quán Thế Âm đưa tay chỉ bảo, đã đến chỗ Phật ngự, Đức A Di Đà đang ở trước mặt, người có trông thấy chăng? Tôi ngơ ngác thưa, con chỉ thấy một tòa vách đá vàng cao mà thôi. Bồ Tát nói, hiện thời ngươi đang đứng trước đầu ngón chân của Phật đó. Lời của Ngài vượt ngoài ước đoán, làm cho tôi kinh hãi, vội hỏi, thân Phật cao lớn như thế, làm sao con có thể chiêm ngưỡng được? Thật ra tình cảnh này chẳng khác gì con kiến đang đứng trước những tầng nhà lầu cao chọc trời của nước Mỹ. Dù cho ngẩng đầu hết mức nhìn lên, cũng không thể nào thấy toàn thể được. Đức Quán Thế Âm dạy, ngươi mau quỳ xuống cầu xin Đức Phật A Di Đà gia bị và cảm tạ ơn Ngài đã hộ niệm đưa mình đến thế giới cực lạc. Tôi vâng lời, dồn quỳ xuống chí tâm cảm ơn cầu nguyện. Trong giây phút, đột nhiên tôi cảm thấy mình to lớn không ngừng, cho đến khi tôi cao tới rúng của Ngài. Ở mức độ này, tôi mới nhận biết được Phật đang ngự trước mặt mình. Lúc ấy, Ngài đang đứng trên đài sen báo to lớn, không biết rõ cao bao nhiêu tầng cánh. Mỗi cánh hoa ở mỗi tầng đều có bảo tháp đẹp màu, phóng ra muôn ngàn sắc quang minh. Trong ánh sáng lại có vô số hóa Phật ngồi đài bảo liên. Đồng thời tôi lại thấy hiện ra một tòa đại điện, sắc kim bích giao sen, quy hoàng tráng lệ. Lại phóng xa tầm mắt nhìn ra xung quanh, một vùng gồm những cây ngọc, ao báo, đường vàng, trân cầm, lưới châu, mưa hoa, thiên nhạc, lầu cát, câu lân, khiến cho tôi nhận thức được khái quát phần nào toàn cảnh cực lạc. Bấy giờ Viên Quán là pháp sư cũng hồi phục chân hình Quán Thế Âm Bồ Tát. Toàn thân sắc hoàng hồng chói suốt, từ bảo thể y phục thiên quang phát ra trăm ngàn loại ánh sáng, dung mạo tuyệt đẹp. Khó nhận biết được là nam hay nữ. Thần tướng của Ngài cao lớn hơn tôi rất nhiều, ước độ tới ngang vai của Phật A Di Đà. Tôi đứng giữa bao nhiêu cảnh đẹp thắng diệu ấy, mắt nhìn ngơ ngẩn. Hiện tại nếu muốn đem cảnh giới đó trình diễn ra, e rằng trong 7 ngày đêm thuật cũng không hết. Chỉ riêng pháp tướng trang nghiêm có sánh ví của Đức A Di Đà, dù nói nửa ngày vẫn chưa xong. Chẳng hạn như đôi mắt cánh hoa sen xanh biếc của Phật, đồng mênh mang như biển cả, hàm ẩn như nhiệm màu, nói ra sợ người trần không tin, nhưng sự thật là thế. Cứ theo kinh nói, thế giới cực lạc phương Tây cách cõi ta bà phương Đông này 10 muôn ức Phật độ. Nếu dùng quan niên tính kể, khoảng đường ánh sáng đi trong một năm, cứ một giây ánh sáng đi khoảng 300.000 cây số, không biết bao nhiêu ức triệu năm ánh sáng cũng không thể đi đến. Vì một Phật độ có khi gồm nhiều cõi đại thiên, Tây phương tam thánh quang lâm 10 phương để tiếp dẫn chúng sanh thuộc về ý sanh thân, tưởng đến đâu là hiện thân đến đó. Không tận có tướng đến cùng đi, ý tưởng đi rất nhanh, trong nháy mắt nó đã đi đến tận sâu thẳm của vũ trụ. Và thần thức của chúng sanh tới được cực lạc đều do thần thông của Phật cùng nguyện lực của mình. Sự tới được cực lạc của tôi hoàn toàn do sức hộ niệm của Phật và thần lực của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Sau khi chiêm ngưỡng tự dung của Đức A Di Đà, tôi chí thành đảnh lễ rồi quỳ xuống cầu xin chỉ dạy. Đức Phật bảo, Bồ Tát Quán Thế Âm đưa ngươi đến đây đã để ngươi tận mắt trông thấy thánh cảnh, rồi trở về ta bà thuật lại, khuyến tấn chúng sanh nơi đó tu hành. Vậy ngươi hãy mau đi tham quan các nơi, vì thời gian không còn nhiều nữa. Lúc ấy tôi đã kinh ngạc về cảnh thù thắng ở Tây Phương, lại cảm ngộ vì cõi dân gian nhiều thống khổ, liền tha thiết yêu cầu, bạch Thế Tôn, ở cực lạc an lành dễ tiến tu, con không màng trở lại cõi người, xin Đức Thế Tôn xót thương cho con lưu trụ. Phật bảo, chẳng phải ta thiếu từ bi không cho ngươi ở lại, nhưng vì trách vụ của ngươi còn phải trở về quá độ cõi nhân hoàng. Giả lại hai kiếp về trước, ngươi đã được chư thánh đến nghênh tiếp giảng sanh về nơi đây, song vì ngươi còn chí nguyện muốn ở lại ta bà để độ thân quyến cứu đời, nên do tiền duyên ngươi phải trở về để hoàn thành tâm nguyện đó. Tiếp theo Đức Thế Tôn liền nói bài kệ, kiếp trước giảng sanh đã được duyên, vì muốn cứu đời độ cửu quyền, cho nên nay phải hoàn tâm nguyện, sau sẽ đồng về cửu phẩm liên. 11. Bảo điện Đức Phật ngự. Sau khi nghe kệ, toàn thân tôi rung động, liền nhớ lại tình cảnh sắp giảng sanh đời trước như hiện trước mắt, tự nhiên im lặng, không
không nói lời gì được. Đức A Di Đà bảo Quán Thế Âm Bồ Tát: "Ông mau đem Sa Môn này đi tham quan các nơi." Tôi đảnh lễ tạ ơn Phật rồi cùng Bồ Tát bước lui ra. Xung quanh tòa đại điện, tôi đã thấy kỳ trước từ bảo thọ, bờ ao, lan can đều do các thứ báo hợp thành, tuôn ánh sáng rực rỡ như đèn điện, đèn nê ông. Điều rất kỳ lạ, những sắc tướng đó tuy hữu hình nhưng có lẽ là như ý bảo, bảo vật như ý nên không chướng ngăn. Muốn qua có thể đi xuyên qua, muốn chết ngại, chết cản trở liền thành chết ngại. Trên cổng đại điện hiện bốn kim tự lớn, hai bên có liễn đối. Tôi chỉ nhớ được một chữ, còn ba chữ kia thì không sao ghi nhận rõ. Đức Quán Thế Âm bảo nếu dùng hoa văn để giải thích, bốn chữ đó có thể đọc là Đại Hùng Bảo Điện hoặc Vô Lượng Thọ Phật. Tòa đại điện kim bích quy hoàng ấy rộng lớn vô tỷ, có đến mấy muôn vàng Bồ Tát hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc ở trong hay ngoài điện. Toàn thể chư vị đều thân kim sắc đẹp sáng, chiều cao so với Phật chỉ kém một chút. Do sự giới thiệu của Đức Quán Thế Âm, tôi được biết nhiều vị Bồ Tát như Đại Thế Chí, Mạng Thù Sư Lợi, Phổ Hiền, Thường Tinh Tấn, Vô Tận Ý, Bảo Đàm Qua. Đức Quán Thế Âm lại bảo như thế cũng đã tạm đủ. Bây giờ ta lần lượt đưa ngươi đi chiêm quan từ hạ phẩm đến trung phẩm rồi thượng phẩm. Các vị được ngôi hạ phẩm thượng sanh là những người kiếp trước trong hành tiến vượt một tầng nữa, hoặc giữ thêm ngũ giới, bát quan trai giới, cố gắng bố thí làm lành, siêng tu nghiêm cẩn. Thân thể và cảnh giới của hai phẩm này đều cao đẹp hơn phẩm hạ hạ. Sau khi tham quan lượt qua các vùng ấy, Đức Quán Thế Âm bảo: "Thời gian hữu hạn, bây giờ ta đưa ngươi đi du lãm hoa sen ở Bảo Trì thuộc trung phẩm." Phần 5. Hoa sen trung phẩm, nơi phàm thánh đồng cư. Tôi theo Bồ Tát rời khỏi khu vực này, lại tiếp tục trì chú. Hoa sen liền hiện ra đỡ chân tôi bay vút lên hư không, vượt đi như chớp. Chỉ thấy vô số lâu cát, chót tháp lướt qua bên mình rồi lui nhanh ra sau. Lúc ấy tôi chợt cảm biết thân thể lần lần cao lớn thêm ra. Do bởi đài sen của bậc trung phẩm to rộng độ 700-800 dặm như một tỉnh của Trung Quốc, nên sắc thân những vị nơi đây cũng phải tương xứng. Tôi ước lượng từ nơi Singapore này đến Kuala Lumpur, đoạn đường trải qua khoảng hơn 180 dặm. Đài sen đó to rộng 700-800 dặm thì ước chừng nó phải rộng đến trung bộ của nước Thái Lan. Hoa sen và sắc thân của bậc trung phẩm đã như thế thì lầu cát và phòng xá tất nhiên cũng cao rộng, mới có thể dung nạp chư vị nơi đây. Đức Quán Thế Âm bảo bậc sinh về trung phẩm phần lớn là hàng phàm thánh đồng cư, đủ cả bốn chúng, có chư tăng ni xuất gia cùng các nam nữ Phật tử tại gia ở Ta Bà. Người đã sanh về đây sánh với người hạ phẩm lại cao hơn một bậc. Những vị này đời trước đều có ý niệm thoát sinh ba cõi, nên khi ở nơi uế độ luôn siêng cần tu tập. Ngoài điểm tự tu lại còn tích cực làm những Phật sự như xây cất chùa am, ấn tống kinh điển, giảng giải Phật Pháp, bố thí làm lành, cúng dường trai giới. Bên trong họ lại giữ lòng từ, nhẫn, trung, thứ, dứt niệm tật đố, tham, sân. Do đó khi lâm chung, họ được Tây Phương Tam Thánh tiếp dẫn sanh về đài sen trung phẩm. Nhưng sự tu trì của các vị ấy có sâu cạn khác nhau, nên trung phẩm có ba bậc là trung thượng, trung trung và trung hạ phẩm. Vừa đi vừa nghe lời chỉ dạy, giây phút đã tới một đại bảo điện. Tôi vào trong tham quan, đảnh lễ chư vị Bồ Tát. Sau đó, Đức Quán Thế Âm liền đưa tôi đi đến một ao báo rộng lớn. Hoa sen nơi đây sánh với hạ phẩm liên trì, lại tươi đẹp trang nghiêm gấp bội. Ao báo và câu lơn, lan can bao vòng, xung quanh đều do thất bảo tạo thành. Hoa sen trong ao làm nét xinh đẹp tuyệt đời, phóng ra nhiều quang sắc giao chiếu lẫn nhau. Cảnh trí thật là huy hoàng diễm lệ, khó nổi hình dung. Điểm hy kỳ hay lạ là hoa tòa có nhiều tầng cánh. Giữa mỗi lớp tầng cánh đều có đình đài, bảo tháp, lầu cát, phóng ra vô số tia sáng màu sắc khác nhau. Về mỹ thuật, nó khiến cho tâm tư người ta phải rung động. Chư vị ngồi trên đài hoa, thân sắc lẫn màu hoàng kim hồng đào sáng đẹp trong suốt,
lại phóng ra ánh sáng. Phục sức của chư vị nơi đây đồng một dạng, tuổi khoảng trên dưới 20, không có người già cùng kẻ hài tử. Tôi nhìn lại chính mình, không biết đã biến dạng và tỏa ánh sáng giống như chư vị nơi đây từ lúc nào. Riêng Đức Quán Thế Âm vẫn còn giữ nguyên tướng cũ. Tôi lấy làm lạ hỏi, Bồ Tát liền giải đáp: tất cả đều do thần thông nguyện lực của Đức A Di Đà khiến nên như thế. Phật phóng ra vô lượng quang minh chiếu đến nơi đây, nên mọi vật đồng phản ánh tỏa sáng nhiều màu. Sự biến thể cùng trang phục của ngươi cũng vậy, trừ phi tự mình có sức thần thông hóa ra các tướng khác, nếu không thì tất cả đều thống nhất. Bồ Tát lại nói tiếp: ở Trung Phẩm Liên Kỳ có một ít hoa đài ảm đạm và lầu cát không phóng ra ánh sáng, nhưng đó không phải là thực cảnh nơi đây, mà do vọng tưởng bất thường của những vị đã giảng sanh huyễn hiện. Ngài liền chỉ một vài lầu cát và liên đài mờ nhạt xa xa. Tôi nhìn theo, thấy khu bảo điện này có vườn hoa rộng rãi bao bọc xung quanh, trăm hoa đua nở như bức tranh cẩm tú khoe màu. Trên cây báo, trân cầm xòe cánh nhảy múa, sen giọng ca. Cảnh trạng giống như nhà Dương Hầu nơi Nhân Thế. Giữa gian đại sảnh của tòa lầu cát có thờ phượng Tam Bảo. Một số gia nhân như cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, con cái cùng quyến thuộc, đủ cả trẻ già trai gái, gồm hơn 20 người đang tụng trì lễ sám. Đức Quán Thế Âm bảo: vị này đã sinh về Trung Phẩm đây. Kiếp trước toàn gia quyến đều quy y niệm Phật, bố thí làm lành, từ bi nhẫn nhục, nhưng tâm ân ái của đương sự vẫn còn, niệm vọng tình chưa dứt, thường nhớ nghĩ đến cảnh cũ, do sức phản ảnh của nghiệp nên mới hiện ra huyễn cảnh đó. Bồ Tát lại bảo: chính phẩm hoa sen, mỗi phẩm từ thấp lần lượt đến cao, hạ phẩm tu thành công lại tiến lên trung phẩm hoàn mãn sanh lên thượng phẩm, tỉ như người tu môn thế gian thiền, từ ngôi vị đáo định dẫn đến sơ thiền, nhị thiền, rồi từ nhị thiền tiến vào tam thiền, tứ thiền. Tình hình diễn tiến của cửu phẩm liên đài lý cũng như thế. 15 nhỏ. Pháp hội ở khu vực trung phẩm. Bỗng nhiên có tiếng hồng chung ngân nga vang rền giữa hư không. Các cảnh tượng do phản ảnh của nghiệp hiện ra đều tan biến. Đại chúng đồng phục hồi thân nam tử 20 tuổi, thân sắc hồng vàng chiếu sáng trong suốt, trang phục thống nhất. Dòng người càng lúc càng đông không thể tính kể, dân tập thành hàng đội nơi quảng trường. Đức Quán Thế Âm cho biết: hôm nay đến lượt hai vị Bồ Tát là Đại Thế Chí và Thường Tinh Tấn giảng kinh Pháp Hoa, người hãy đến nghe thử. Tôi vẫn ưa thích trì tụng kinh này nên dâng lời bước mau tới giảng đài nơi hội trường. Bốn phía trên giảng đài đều có lưới châu bủa văng tuôn trăm ngàn tia sáng rực rỡ, kết tụ thành nhiều tướng đẹp như cầu vồng, như mây ráng. Hai bên lại có bảy hàng cây báo cao vút lên hư không. Giữa những lớp tàn cây hiện ra đình đài lầu cát, nhiều vị Bồ Tát tập hợp ở trong đó nghe kinh. Giảng đài do thất bảo tạo thành, cao không biết bao nhiêu trượng, mười phần tráng lệ. Đức Quán Thế Âm đưa tôi lên giảng đài. Sau khi tôi đảnh lễ, hai vị đại sĩ dạy tôi ngồi một bên để nghe cho kỹ. Đức Đại Thế Chí đương vị chứng chủ tọa. Bồ Tát Thường Tinh Tấn nhiệm chức giảng sư. Giữa lúc ấy, khói hương không biết từ đâu đến, thơm thanh lạ thường. Trên trời nổi lên thiên nhạc du dương, trân cầm chớp cánh múa ca, hòa điệu theo tiếng nhạc. Sau khi tất cả đại chúng lễ bái, Đại Thế Chí Bồ Tát đứng lên tuyên bố khai giảng. Kế tiếp, Đức Thường Tinh Tấn bước tới pháp tòa, ngồi lên chắp tay hướng về đại chúng đáp lễ, rồi dùng phạm âm nói: kinh Diệu Pháp Liên Hoa là cội nguồn của chư Phật trong thế giới hoa tạng, là căn bản để thành Phật, là pháp bảo tôn quý vô thượng, khen ngợi không thể cùng. Hôm nay tôi xin giảng tiết thứ hai nói về tác dụng của kinh. Tiếp theo, Ngài giảng thao thao sâu xa thanh thoát như trong dòng suối bạc, đại khái ước độ trên dưới một giờ. Sau khi nghe xong,
trong tâm tôi nổi lên niềm nghi vấn, bởi văn cú lời giảng không đồng với kinh Pháp Hoa của nhân gian. Tôi đem điều này hỏi Đức Quán Thế Âm giải thích: kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở trần gian gian nghĩa còn ước lược, lời kinh giảng nơi đây thì sâu rộng nhiệm màu hơn. Nhưng dù cạn hay sâu, rộng hay lược, ý nghĩa vẫn là một. Ngươi nên biết, hàng trời người không thông cảnh giới của thanh văn, bậc thanh văn không rõ cảnh giới của Bồ Tát, còn Bồ Tát thì không thấu rõ cảnh giới của chư Phật. Lại nên hiểu, Bồ Tát chỉ dùng một âm thanh diễn giảng mà muôn ngàn thính chúng đều nghe thành ngôn ngữ của riêng mình. Đây chính là môn đại tổng trì âm thanh tam muội. Bồ Tát thường tinh tấn giảng kinh vừa xong thì một màn kỳ cảnh, cảnh lạ lùng, không thể nghĩ bàn hiện ra. Chỉ thấy đầy trời mưa xuống các thứ thiên hoa tươi đẹp nhiều màu, cùng những bảo vật sáng rỡ tròn như quả cầu hoặc hình tam giác, lục giác, đủ các sắc dạng. Vô số ức đại bảo quang kết tụ thành minh châu rải rác tuôn rơi. Thính chúng dưới đài đều đưa hai tay tiếp đón hoặc dùng tà áo hứng lấy. Bây giờ nhạc trời trỗi vang, tiên khúc trầm bổng, thanh âm không biết từ đâu xuất phát, mười phần màu nhiệm trang nghiêm. Ngàn muôn nam thanh trang phục màu hồng đứng thành hàng ngũ nghe pháp, chợt rung mình biến thành nữ tú, áo xiêm màu lục, quần sắc hồng đào, lưng thắt kim đáy, rập ràng ca múa, lộ vẻ vô hạn tươi vui. Trong giây phút, đại chúng đều biến thành hình những quả cầu tròn, rồi hình hoa sen, không còn thấy tướng người nữa. Đột nhiên trên hoa sen hiện ra chư Bồ Tát ngồi kiết và đoan nghiêm. Tiếp theo lại biến thành ngân tháp, kim tháp phóng quang rực rỡ. Các cảnh sắc biến hiện đều màu đẹp, khó nổi hình dung. Tôi đang nhìn sững gần như xuất thần, bỗng thấy từ hư không hiện ra nhiều nữ tử mặc dân y xanh biếc, tay áo dài phơi phới, bay xuống xuyên tường báo, vượt qua đại điện, như đi trong không khí chẳng bị trở ngại. Tôi ngạc nhiên thưa hỏi, Đức Quán Thế Âm đáp: thế giới cực lạc do nguyện lực của Phật A Di Đà hình thành, tánh thể chẳng phải là vật chất nên không trở ngại. Vì thế, vô luận là đình đài, lâu cát, cung điện, bảo tháp, hoa quả, cây cối đều thấu suốt, đều có thể tự do vượt qua. Không tin ngươi hãy thử xem. Tôi vâng lời, rảo bước đến mấy chỗ như bức tường bao quanh đại điện, các cột trụ to, lan can, vỗ mạnh vào rồi rút tay ra, đi xuyên qua, lui mình lại, quả nhiên không thấy ngăn ngại. Duy có một điểm hơi khác là khi xúc chạm đến, dường như có thể chạm vật chất, nhưng chỉ không trở ngại mà thôi. Hiện tượng này giống như lúc khoác tay vào nước, quả thật có cảm giác chạm đến vật thể, song tùy ý vẫn dễ dàng đưa tay qua lại, khuấy xuống cạn sâu như thường. Sau đó, Bồ Tát bảo tôi nối bước theo Ngài, đi xem hai nơi kỳ quan là Bát Đại Cảnh Sơn và Hoa Tạng Giới Triển Lãm Quán. Bát Đại Cảnh Sơn: bậc sanh về phẩm trung hạ, hoặc không vọng tâm, hoặc chỉ có vọng niệm chút ít. Dáng bề ngoài của những vị này đều ở tuổi từ 16 đến 20, y phục đồng màu, không phân nam nữ. Hành động của các vị đều theo tập thể, như buổi mai cùng nhau đem hoa và các thứ báo lạ cúng dường chư Phật mười phương. Hoa sen ở đây tầng cánh nhiều hơn phẩm dưới, vẻ màu đẹp cũng hơn, có đủ các sắc đơn hoặc tạp, tùy màu nào phóng ánh sáng sắc ấy. Nơi đây lại có Bát Đại Cảnh Sơn, tiêu biểu cho tám thức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mạc na, a lại da, hiệp lại xưng là Bát Thức Tâm Điền. Đức Phật A Di Đà thiết lập cảnh này là muốn cho chúng hữu tình khi sanh về đây đem toàn bộ tám thức căn của mình tu luyện đến mức trong sạch không không. Cảnh thứ nhất gọi là Quang Minh Cảnh Sơn, đại biểu cho nhãn thức. Lên núi này có thể dùng mắt thấy rõ tất cả cảnh trong mười phương thế giới. Chẳng hạn, nếu muốn thấy hình thể và trạng huống đời này cùng những đời trước của một chúng sanh nào ở cõi Ta Bà, tất sẽ được thấy biết.
như đời này là người giàu sang, đời trước là tôi tớ, đời trước nữa là thân trâu lợn hoặc bậc dương tướng, đều có thể thấy biết rành rẽ rõ ràng. Cho đến tình hình nơi cõi Phật đó cũng nhìn trong thấu suốt. Cảnh thứ hai gọi là thanh văn cảnh sơn, đại biểu cho nhĩ thức. Đến núi này ta có thể nghe tất cả âm thanh của mười phương thế giới. Dù là tiếng tâm loại nào, chỉ cần trải qua tai nghe liền có thể nhận biết ngay. Cho đến Đức Phật nơi đó giảng diễn những kinh pháp gì đều có thể nghe và thông hiểu. Cảnh thứ ba là hương khí cảnh sơn, đại biểu cho tỷ thức. Ở núi này có thể ngửi biết tất cả mùi hương trong mười phương thế giới. Hương khí nào đã trải qua mũi liền ngửi biết một cách tường tận. Như nghe hơi người nữ có thai, nhận hiểu ngay phụ nhân đó sẽ sinh trai hay gái, thành tựu hoặc không thành tựu. Nghe hơi của kim loại liền biết đó là vàng, bạc, chì, thau, đồng hoặc sắt. Cảnh thứ tư, âm vị cảnh sơn, đại biểu cho thiệt thức. Mười phương thế giới, tất cả những chất vị chua, cay, ngọt, mặn, lạc, đắng, khi hơi vị chạm đến miệng lưỡi đều có thể cảm biết. Và những âm thanh từ miệng lưỡi chư Phật Thánh cho tận đến chúng sanh ở địa ngục, toàn bộ đều cảm biết rõ ràng. Cảnh thứ năm gọi là kim thân cảnh sơn, đại biểu cho thân thức. Nơi núi này có thể nương tựa vào xúc giác, phân biệt nhận ra tất cả sự vật. Cho đến kim thân của chư Phật ở Ấy Độ và Tịnh Độ đều nhận biết rõ ràng. Cảnh thứ sáu gọi là pháp thức cảnh sơn, đại biểu cho ý thức. Ở núi này có thể thấy biết tất cả chư Phật, toàn bộ những ký tu trong vô số đời trước của chư vị ấy đều bày hiện rõ trong ý thức. Cho đến những tiền sanh của chính mình, từ một đời dẫn đến trăm ngàn đời đều ảnh hiện tỏ tường. Cảnh thứ bảy gọi là tế minh cảnh sơn, đại biểu cho mạt na thức. Đây là cảnh giới khác lạ khác thường, có công năng đem sáu cảnh đã thuộc ở trước tập trung lại rồi hiện ra. Nơi cảnh sơn này, nếu tưởng thấy, tưởng nghe, tưởng hương, vị, xúc pháp đều được đồng thời hiện rõ. Cảnh thứ tám gọi là vô biên cảnh sơn, đại diện cho A Lại Gia thức. Cảnh giới này đầy khắp mọi nơi, từ thời gian như quá khứ, hiện tại, vị lai, đến không gian như mười phương pháp giới, tất cả và tất cả hãy đều ảnh hiện. Trên đây chỉ trình thuật một cách khái quát về công năng của bát đại cảnh sơn mà thôi. Nếu nói cho tường tất phần di tế thì không thể cùng tận. 17 nhỏ. Hoa tạng giới triển lãm quán. Bậc giảng sanh phẩm trung trung là người đời trước ở Ta Bà, sự hiểu biết và tu trì về Phật Pháp có trình độ tương đương sâu sắc. Đồng thời đối với phương tiện bố thí làm lành có thể gọi là tích cực nên mới đạt được thành quả đó. Do sự chứa công bồi đức ấy, sánh với phẩm trung hạ mới cao hơn một cấp. Cảnh giới của hàng trung phẩm trung sanh có bảo tháp điện lầu cùng nhiều phòng, thân tướng cũng cao lớn hơn. Cố nhiên lầu phòng phải cao rộng mới xứng hợp với hình tướng. Mỗi buổi mai trên hư không đều có mưa hoa rơi xuống. Các thiện nhân ở đây mỗi buổi sáng lại đem những hoa đó đựng nơi lãng sách, theo chư Bồ Tát đi cúng dường mười phương Như Lai. Các thứ hoa ấy đều màu lạ tươi đẹp khác thường, hoa ở Ta Bà không thể sánh trăm muôn một. Khi mưa hoa, trời cũng trỗi lên âm nhạc thanh diệu phi thường, bút mực chẳng thể hình dung được. Cứ theo kinh Phật, ngàn muôn tiếng âm nhạc của hàng đế dương trong đời không hay bằng tiếng âm nhạc của chuyển luân thánh dương. Ngàn muôn tiếng âm nhạc của chuyển luân thánh dương không hay bằng một tiếng âm nhạc của trời Đao Lợi. Ngàn muôn tiếng âm nhạc của trời Đao Lợi không hay bằng một tiếng âm nhạc của trời Tha Hóa. Ngàn muôn tiếng âm nhạc của trời Tha Hóa không hay bằng một tiếng âm nhạc của hàng cây thất bảo nơi cõi Cực Lạc. Hàng thiện nhân phẩm trung trung cho đến phẩm trung thượng, toàn thân đều là sắc ngọc kim hồng trong suốt, phóng ra ánh sáng. Vì thân không chướng ngại nên họ có thể trong giây phút đến các cõi Phật cúng dường mười phương điều ngự, mười phương Phật,
rồi trở về cực lạc cũng chỉ trong giây phút. Những người đời trước không có công đức chi nhiều chẳng thể sanh về phẩm này. Bậc thắng thiện nơi đây ít có vọng tưởng, hoặc hoàn toàn không còn vọng tưởng, thích dùng thiền duyệt thực, chẳng mấy khi nghĩ đến thức ăn chi khác. Còn bậc trung phẩm hạ sanh, bởi công phu còn kém nên phải uống nước mật hoa để giúp sức tiến đạo. Nơi khu vực này có một tòa lâu cát tên là Hoa Tạng Thế Giới Triển Lãm Quán. Vào đây có thể thấy biết vô lượng pháp môn tu hành của chư Phật, chư Bồ Tát ở cõi Hoa Tạng khắp mười phương. Tòa lâu cát này bao gồm vạn hữu, có thể gọi là vô biên hải tạng môn. Hoa Tạng Triển Lãm Quán gồm nhiều tầng, mỗi tầng đều bày hiện quá trình của một vị Bồ Tát tu hành từ lúc mới phát tâm cho đến khi thành Phật. Tỷ như Đức Phật A Di Đà, tiền kiếp là vua Vô Tránh Niệm, xuất gia làm pháp tạng tỳ kheo, thầy là Thế Tự Tại Vương Như Lai, phát 48 điều nguyện lớn, tu thành cõi cực lạc thanh tịnh, màu đẹp trang nghiêm. Từ đó về sau, gắn công tu trong vô lượng kiếp. Nếu muốn thấy sự thực hành trong mỗi đời, thì nơi đây đều bày hiện không thiếu sót. Nói tóm lại, như muốn xem quá trình của chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương, bất cứ một vị nào đều có thể thấy nơi Hoa Tạng Triển Lãm linh kỳ màu nhiệm này.